Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ xí muội sẽ chơi cái trò chơi là tìm các đồ vật giống nhau như trên dưới hình ở dưới nha. Tìm cặp hình giống nhau đó. Vòng hồi tìm con gấu với búp bê. Sau rồi cái này cái gì nữa? Cái sợi dây này nè, sợi chuỗi nè, chuỗi ngọc đúng rồi. Cái này cái gì? Cái nón nè. Đúng luôn, rồi cái bình nước. À đây trên này. À đúng rồi, tìm đây là cái trò chơi tìm kiếm những cái hình giống, người ta yêu cầu mình những cái hình ở bên dưới đó, có 5 cái hình ở bên dưới, mình sẽ tìm ở bên trên có những cái hình đó nha. Đó, bạn muội tìm được cái gì? Bạn muội kính bơi nha. Mình tìm cái ba lô đi, ba lô đây nè. À cái đồ bơi, cái chân vịt đó, cái chân vịt đó, cái chân nhái, cái chân vịt để bơi đó. Đúng rồi, đồ quần áo nè, quần áo đây mẹ thấy rồi. Còn cái này cái gì nữa, còn cái gì nữa? À cái trượt ván, cái đồ trượt ván, cái băng nước. À yeah, qua bằng 3, mừng quá. Yeah, sao bạn ngồi không yeah gì hết vậy? Hả, sao bạn ngồi buồn? Mùi buồn để mẹ chơi mình cho bọn mùi tìm được cái lò xo bậy cái sắt cầu vòng. Bọn mùi mới tìm được cái gì đó? Cái đàn đây, đôi giày. Dễ quá ha, dễ thấy quá ha. Những đồ vật này thật rất là dễ thấy luôn á các bạn, dễ tìm quá. Này là cái gì? Cái hình trái tim, cái biểu tượng cái. Wow, yeah, qua màn 3, màn 4 luôn. Tiếp tục đến màn thứ 5 nha. Mùi tìm bánh pizza, bánh snack. Rồi cái mặt nạ. Ê, mẹ thấy cái mặt nạ rồi. Rồi cái cặp. Ồ, mà mùi tìm gì vậy? À, cái cặp đây nè. Đó, yeah. Cái hàng nướng. À, rồi cái lò nướng phải không? Lò nướng. Rồi, tiếp tục mình sẽ qua đến màn thứ 6 nha. Các bạn ơi, mùa tìm được miếng phô mai, cái ấm nước ở đâu? Cái ấm nước chẳng nhìn thấy. Đùi gà, tìm đùi gà, có đùi gà kìa. À, mẹ thấy cái đùi gà. Cái sâu tỏi, mẹ cũng thấy sâu tỏi luôn. Ly kem ở đây. Còn cái ấm nước ở đâu ta? Cái ấm nước ở đâu khó tìm quá vậy? Cái con cầm cho. Chà, căng cả mắt luôn, mà mùa dành cầm điện thoại luôn. Mình có thể quẹt qua bên này nữa. À, con tìm thấy rồi mà. Đồng bụi hay quá các bạn ơi, mình có tìm trên cái màn hình đó không mà không thấy, mình phải tua là á, cái này nó rộng nè, mình phải quẹt lại được luôn. Bây giờ mình sẽ tìm cái chiếc thuyền đây, cái nón lá đây, con chuột vàng, con chuột bành đồng, quẹt qua đó. Đồng bụi hay quá. Cái kéo, cái quạt, mình thấy cái quạt rồi đây. Cái quạt, còn cái kéo. Wow, yeah, hay quá, chơi cái trò chơi này rất là dễ nha các bạn. Đúng rồi bạn muội, dễ quá. Mình tiếp tục qua xới màn thứ 8 nha. Trái ớt. Bạn muội tìm được trái ớt, bạn muội tìm cái gì bạn muội phải la lên nha. Cái dòng. Cái thang. Cái kính, cái mắt kính. Với đồ ủng, còn cái mắt kính với đồ ủng. À, đồ ủng đây. Còn cái mắt kính ở đâu? Nhà của ai mà vứt đồ lung ta lung tung, tìm mệt muốn chết luôn vậy. Tìm mệt, đây, mắt kính đây. Yeah. Wow, cuối cùng cũng tìm ra. Nhà gì đâu mà vứt đồ lung ta lung tung, bắt người ta đi tìm hả? À, con chim bằng đồng phải không? Cái gì nữa con? À, cái giỏ sách mình thấy rồi. Cái gậy bóng chày. Cái gì bằng mua tiệm gì? Cái máy chụp ảnh nè, cái máy hình nè. À, gậy bóng chày đây. Cái máy ảnh đâu? Cái máy ảnh, ôi. Ai mà bút đồ linh tinh. À, còn gạt qua đây nữa. Gạt ba chỗ luôn. Đây, đây, rồi còn bên đây nữa. Máy ảnh đây. Wow, còn cái đó là cái gì không biết luôn á.
gì vậy ba muội? Mình tiếp tục tới màn cái clip thứ 10 luôn. Cái level thứ 10. Nãy giờ đi một lúc là một hơi là 10 level luôn rồi đó. Bây giờ mình tìm cái gì đây? Cái này là cái gì? Cái bánh. Cái bánh. Cái bánh. Ồ, ba muội tìm được thấy cái bánh. Cái ô tô. Cái ô tô đồ chơi hả? Dạ. Ồ, ba muội tinh mắt quá, mẹ không thấy. À, cái bóng, cái vợt bóng bàn. Cái vợt bóng bàn, cái cuốn sổ. Ôi, cuốn sổ đây, còn cái dây gì nữa nè. Còn cái vợt bóng bàn với cái dây. Không phải là mọi ơi. Cái vợt, à, vừa qua đây, vừa qua đây. Đây, cái vợt bóng bàn đây. Còn cái sợi dây đó đâu, đây luôn, yeah. Trời ơi. Level 11 nha. Trên cái ô tô. Ô tô gì đâu mà để rồi lung ta lung tung. Tìm thấy cái nón, mình thấy cái nón rồi nè. Cái kềm. Cái kéo chứ, cái kéo. Cái kéo, cái kéo. Đây, đây, đây. Đây rồi, cái kéo. Cái giỏ sách nữa nè. Cái con. Giỏ sách. Giỏ sách chứ cái gì á. Yeah. Cái giỏ nho nữa. À, mình vừa tìm thấy có giỏ sách rồi. Cái giỏ nho nữa nè. Đó, có cái giỏ nho. Còn cái này ở đâu quẹt qua mi nữa. Không được. À, mày thấy rồi, nó trên này cái đèn, cái đèn, cái đèn. Cái đèn mà. Ở cửa sổ. Oh, hay quá, dễ quá các bạn ơi. Level 12. Wow. Bạn mua tìm thấy cái nón bảo hiểm hả? Con rắn nữa kìa. Con rắn, cái búa. Cái búa đây. Wow. Quẹt qua quẹt lại được không? Được nè. Mở to ra cũng được nữa thôi. Con tìm gì vậy? Con rắn nè. À, cái này là cái gì đây nè? Con vui dành, con vui chơi luôn rồi nè. Đây nè, cái này là cái này nè. Đó, cái chổi. Còn con rắn nữa kìa. Con tìm thấy con rắn chưa? Con vui dành, con vui chơi luôn các bạn ơi. À, con vui tìm thấy con rắn rồi. À, cái này, cái trống. Kiểu như cái trống là sao á? Con tìm được con rắn. Rồi, level 13. Rồi, cái ô tô có con chó ngồi trong ô tô nữa chứ. Người rồi. Ta để gì mà con chó ngồi ở trong ô tô để tầm bậy tầm da hết trơn à, bắt người ta đi dọn. Đi tìm à. Không con, bắt người ta đi dọn hả? Cái máy quay phim nè, còn cái cặp nữa nè, còn cái cặp vali nè, cái máy quay phim, cái cọ sơn với cái thùng phi. Mình phải đi tìm mấy cái đó. Ở đâu ta? Ở đâu đây? À, cái thùng nè, cái thùng phi xanh đây. Cái vali đây. Cái quay phim đây. Còn cái cọ. Cái cọ để quét sơn. Ở đâu? Chù chà, để đâu mà kỹ dữ vậy ta? Kéo xích lên thử coi nó có không? Còn hết. Còn kéo đâu được nữa. Ê, đây, 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 dưới đất. Trời ơi, ai vứt linh tinh dưới đất làm người ta tìm gần chết à. Level 14. Level 14 các bạn ơi. Hồ, ô. Tìm cái gì đây, con cóc. Cái tượng con cóc. Đây. Rồi cái tượng con gì đây, con mèo hay con gì á. Cái nơ màu đỏ. Cái bình nước. Và cái đàn. Cái đàn ở đây. Cái bình nước ở đây. Cái nơ ở đây. Còn con mèo này ở đâu ta? Con mèo không nhìn thấy mùi ơi. Mùi tìm. Hộ mẹ với. Không nhìn thấy con mèo này. À, hình như bên đây, bên đây, bên đây nè. Bên đây nè. Trên cái quạt á, trên cái quạt máy á, chỗ trên cái quạt máy nè. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ là level thứ 15. À, bạn mỗi tìm cái gì? Cái thang. Cái thang đây. Đó, còn dấu dấu dưới nữa. Ngựa gỗ, con ngựa gỗ, con ngựa gỗ, con ngựa gỗ. Ô, bạn mỗi tìm được cái đèn, cái nến. Con ngựa gỗ, cái lồng chim. Đây rồi, còn đôi giày. Đôi giày được 3 tin nữa. Ở đâu?
con thấy bây con giờ thấy, trường con thấy. Tiên ở đâu? À đây 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 đây, ở dưới, ở dưới cái ghế này. Ở dưới cái ghế này con thấy, con thấy phải không? Rồi hay quá, yeah. Level 16 nha, bây giờ cho bằng mũi tìm nha. Rồi cái đó tìm cái gì con? Cái xà bông nè, có cái xà bông nè, cái búa, rồi con cò, bức tranh, bản đồ nè, bản đồ kia. Rồi cái gì nữa? À hình như cái búa ở đây nè, cái mỏ neo, cái mỏ neo chứ không phải cái búa nha các bạn, cái mỏ neo. Cái mỏ neo, rồi cái gì nữa? Cái gì đó? À mọi người lấy, mẹ chói chói quá mẹ không thấy, chói nắng quá mẹ không thấy. Qua wow, còn cái con này nữa nè. Đây con cò. Chói chói con không thấy. Con cò con xíu gì vậy? Rồi level 17 nha, đi xong cái level này nghỉ nha. Cái gì đây? Cái con cò, con hẹt thì biểu tượng trong con rồng nữa nè. Quá trời. Đây biểu tượng đây, nằm ở trong cái chỗ này, lò sưởi quá. Rồi cái xe ngựa, cái cổ xe ngựa, con rồng đây, con cò, con hẹt đó đây. Cái biểu tượng xe ngựa, biểu tượng xe ngựa đó ở đâu? Với cái nhạc cụ này nè. Con thấy. Biểu tượng xe ngựa. Con thấy. Con thấy rồi đó. Con thấy mà. Con thấy hả? Rồi còn cái nhạc cụ này con thấy ở đâu không? À, chỗ biểu tượng xe ngựa luôn. Chỗ cái bình bông. Con thấy luôn mà. Hay quá, con Mùi hay quá, yeah. Thôi, chào tạm biệt mọi người đi. Bye bye các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.